Mình sẽ đợi luôn cho hết. Nhanh hết chịu khó đi. Cái chịu khó là nhanh hết mụn. Rí nước mình thôi. Từ mùa nhớ mình thấy có trăng không bay rồi đó. Đang chỉ hình chia sẻ đây mà không thấy ai chia sẻ hình ảnh đủ hướng làm dở nhiều tháng lắm rồi từ nhớ rồi. Chuyển lên cái video của thằng Đức á. Rồi nó là ghi thì nó tên Nhật á. Nó bị chưa cái Nhật đã trở lại. Lần do đạt ra tốt hơn trước rất là nhiều. Vô chào Nhật đó thằng á. Đức lẫn vô hồng môn hello vẫn cười nè. Mình trước mình sợ he bị nước là mắc ba khó nước bị đứt khó thử bị nước mình dễ sợ. Và làm cái giỏ mặn tan hết nhưng mụn cái lâu lâu không có được. Bảy mươi thì cái ù ù á thấy thì
Ngó mãi giờ xem. Bác nó đợi là đợi lâu nha, cái 10 rưỡi là chỉ có khách rồi đó nè, trước này ai mà ngồi đâu đang đợi mà đây hàng người 10 rưỡi. Ngó xíu à. Cái hàng người nó chưa đi luôn. Nó thôi xíu đồng đi. Bán nó xíu xíu, bán thì sao này? Ngon lắm, từ 10 giờ 2 người hay 10 rưỡi 2 người được không nhớ. À chị Hạnh 10 rưỡi. Hạnh. Tôi thao sao cái nó thao chứ. 10 rưỡi là Hạnh 2 người. Cái hàng chiều qua bản đậu ở sân này. Chị lên đây 11 giờ thử nghỉ rồi. Không trống lên đợi, mà 11 giờ đóng cửa nữa đó.
Cái biểu hàng buổi chiều tức đi. Cái cây lo không kịp nữa. Thấy mượn mọc cho dự hướng nghỉ nào dựng đi mà chờ dự hướng cầu hai khách là không được mô. Đây là người khó nghe, muốn đi. Mượn mọc cho dự hướng đi đâu. Rảnh rồi đẹp từ sáng đi. Con cầu he khách hàng rồi he khách không hàng nữa là ngon. Thế 10 rưỡi, 10 rưỡi là chị Hạnh. Ô quá xịt xí nước đâu ơi, bùi quá. Xíu nhìn lầu dừa hả? Quá xíu. Mua đứa chị xíu hè. Hồi sáng là mình làm trễ mới thấy 10 giờ 25 đó. Chứ mình làm sớm là chị mới cái 10 giờ kém rồi sao. Hồi sáng làm quá trễ. Ừ. Sáng là 10 gần 9 giờ cũng bắt đầu làm. 8 rưỡi không đi trễ quá. Hàng 8 rưỡi không đi đúng nghe. Con người kia chịu bằng đầu từ sáng thì mình làm hẻm đi đi chứ. Lần nó đã đỡ biết bao nhiêu vậy, đằng nàng mấy người. Khó là còn nhanh hết sướng. Những cái ông lớn nè, nhiều lắm này. Rồi đang có điều hành. Hành Lâm Chị Hương hay là mấy không được đó. Thì dư của ấy mà tím lo gì lo cho em chứ. Rồi em hẹn họ đợi chứ. Cho họ nhớ là sao lo mà hẹn chứ. Nên mà nó hồi thì đó mà đợi thôi. Thank you.